Mình đã vẽ hai bức tranh bị nguyền rủa này và mình tự hỏi tại sao mình đã không vẽ thêm một bức nữa nhỉ? Quả là một ý tưởng hay. Thì đầu tiên trước khi vẽ ta phải chuẩn bị giấy, bút và thanh giá. Tiếp theo ta sẽ sử dụng bút chì để phác thảo sơ qua nó, rồi lại sử dụng bút bi để đi lại nét cho bức tranh. Và cuối cùng ta chỉ cần tỉa chi tiết lại cho nó. Vậy là xong rồi. Tệ kệ tệ.